Thưa quý vị, chỉ còn một tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ bắt đầu. Thời điểm này thì hầu hết các trường trung học phổ thông đã kết thúc năm học. Tuy nhiên thì việc ôn thi cho học sinh lớp 12 vẫn tiếp tục được duy trì để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng sắp đến. So với năm trước, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra sớm hơn gần 2 tuần. Việc ôn tập vào thời điểm này càng trở nên căng thẳng hơn với nhiều thí sinh. Song song với việc hệ thống lại kiến thức, nắm vững các dạng đề thi, mỗi học sinh cũng có những phương pháp cho riêng mình để việc ôn tập hiệu quả nhất. Và em cũng chọn thi tốt nghiệp là khối xã hội, cho nên là em sẽ tập trung vào 6 môn. Thì em cũng như các bạn là tạm bỏ qua các môn tự nhiên và tập trung vào ôn các môn thi. Và em nghĩ là việc học tập ở trường và ở nhà thì tụi em được thầy cô hỗ trợ hết sức. Thì em thấy các bạn thường sẽ chọn cách là sẽ học bài vào buổi khuya, tại vì lúc đó rất là im lặng. Nhưng theo em thì sức khỏe đối với em quan trọng hơn, tại vì tất nhiên có sức khỏe thì chúng ta mới có thể học hành được. Thì em chọn cách là em ngủ đủ một ngày 8 tiếng và em chọn những cái khoảng thời gian ví dụ như là lúc buổi chiều, lúc buổi trưa, lúc mà không có xe cộ đi lại quá nhiều thì lúc đó ta có thể tập trung học hành hơn. Thời điểm này hầu hết các trường trung học phổ thông đã tổ chức lễ bế giảng, nhưng các lớp học ôn tập cho khối 12 vẫn được duy trì. Trước đó các trường cũng tổ chức các đợt thi thử để học sinh quen với các dạng đề, đồng thời xem điểm thi thử là một trong những căn cứ tương đối chính xác về năng lực kết quả học tập của các em. Từ đó nhà trường giao cho các tổ bộ môn, giáo viên ôn tập phân tích, đánh giá để phân hóa học sinh có kế hoạch ôn thi phù hợp với từng đối tượng. Ngay sau khi kết thúc kiểm tra cuối học kỳ 2, nhà trường đã xét lại thầy khóa biểu và tăng cường phụ đạo các em theo nhóm phân môn tự nhiên và xã hội. Nhà trường cố gắng là duy trì cái vấn đề ôn tập này cho đến hết ngày 31 tháng 5. Rồi sau đó thì các em tiếp tục tự ôn để mà đảm bảo cái tiến độ ngày thi theo quy định. Ở giai đoạn nước rút, việc ôn tập được xác định theo chương hoặc theo chủ đề, xây dựng hệ thống chuyên đề ôn tập phù hợp từng nhóm đối tượng học sinh. Bên cạnh đó, tùy theo năng lực, giáo viên sẽ tư vấn, định hướng cho các em xét tuyển theo hướng nào là hợp lý, phù hợp với sở thích, khả năng của học sinh, thường xuyên trao đổi với phụ huynh để chuẩn bị nhiều phương án dự phòng, tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học. Các thầy cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, tâm thế cho các em, để các em có được một cái tâm thế học tập tốt nhất, để các em có thể chuẩn bị cho những cái đợt thi cuối kỳ và đặc biệt là cái đợt thi quan trọng nhất là tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì cho đến ngày nay thì nhà trường vẫn duy trì được cái quá trình học tập của các em, cho dù là đã chuẩn bị cho cái ngày bế giảng, nhưng mà các em vẫn đến học rất là đầy đủ và thái độ học rất là nghiêm túc. Trước một kỳ thi quan trọng như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, áp lực, căng thẳng, mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, học sinh cũng cần lưu ý cân bằng giữa việc học tập, nghỉ ngơi để có tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt nhất. Những nỗ lực, cố gắng ở giai đoạn nước rút này cũng là cơ hội để học sinh rút ra những bài học và động lực tiến xa hơn trong tương lai.